Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của Trung To nha. Thì hôm nay em sẽ có một cái tập đặc biệt hơn một tí, đó là em sẽ giới thiệu cho mọi người một cái chu trình skincare chỉ đối với 3 sản phẩm thôi. Đó, vì cái chu trình skincare này chú trọng vào việc dưỡng trắng nên hôm nay em sẽ sử dụng những sản phẩm của nhà Bạch Ngọc Liên nha. Đầu tiên không thể thiếu đó chính là bước làm sạch da nè. Em Jun đã sử dụng nước tẩy trang để làm sạch da trước đó rồi nên là em sẽ tiến hành vào cái bước rửa mặt luôn nha. Em Jun sẽ sử dụng cái sữa rửa mặt sinh chất nghệ này để làm sạch da trong cái bước đầu tiên nha. Như những loại sữa rửa mặt thông thường, em sữa rửa mặt nghệ này cũng có công dụng làm sạch bụi bẩn từ sâu bên trong. Thành phần của em này bao gồm tinh chất nghệ này, vitamin E. Chất của em này có màu vàng nhẹ của nghệ, thơm thoang thoảng rất dễ chịu. Em này đặc biệt sẽ tạo một lớp collagen giúp bảo vệ da sau khi rửa sạch, từ đó ngăn ngừa các loại mụn này và xe khít lỗ chân lông. Sau khi rửa thì da em cực kỳ sạch nhưng mà không có bị khô căng đâu, còn ẩm mượt tự nhiên nữa nè. Tiếp theo là một bước không kém phần quan trọng, đó chính là chúng ta sẽ sử dụng cái serum Mangota Booster Vitamin C 20% này nha. Em serum này có thành phần gồm vitamin C 20%, chiết xuất hoa hồng và alpha arbutin. Với bản thành phần lành tính này á thì em serum này sẽ giúp da chúng ta này căng mướt, trắng sáng. Với tiêu chuẩn làm đẹp ngày nay á chị em thì á mình phải vừa chăm da vừa trắng sáng nè, mà còn phải vừa căng mướt nữa thì mới ok nha. Chất serum em này lỏng và có màu vàng nhẹ, thấm rất nhanh luôn nên là chị em phải tranh thủ thoa đều lên nha. Ngoài ra em này còn xoa kít lỗ chân lông nè, cấp nước giúp da căng mượt và xóa nhăn, ngăn ngừa lão hóa nữa đó nha. Chị em có thể sử dụng 2 lần một ngày để có thể đẩy nhanh cái tác dụng của em nó nha. Sau khi khắp ẩm mình serum á thì chúng ta sẽ sử dụng một lớp kem để khóa ẩm cái làn da của mình lại. Và em Jun sẽ sử dụng kem Mangota Whitening Protective này nha. Bao bì màu trắng mạ bạc rất là sang nha chị em. Nhỏ gọn, cầm chắc tay, rất tiện lợi để mình mang đi du lịch nè. Với 14 thành phần dưỡng da, em kem Mangota này mang lại cho chị em nhiều công dụng làm đẹp như là trắng da cao cấp, căng bóng, cấp nước, giữ ẩm cho da, trẻ hóa làn da và ngăn ngừa lão hóa. Đặc biệt là tăng sinh collagen này, tăng độ đàn hồi của da. Bây giờ em Jun sẽ cho mình xem chất kem nha. Chất kem là màu vàng nhẹ, là dạng kem nén có hơi đặc, tuy nhiên rất là dễ tán và dễ thấm nha. Em này có một cái mùi hương rất là nhẹ dịu nè. Khi mà em sử dụng tầm 1 tuần á thì da của em nó đã trắng sáng và đều màu hơn. Và khi em kiên trì sử dụng tầm 3 tuần đi thì cái làn da của em á nó thay đổi hoàn toàn luôn mọi người. Và da của em có vẻ như là nó khỏe mạnh hơn rất là nhiều. Vậy là đã xong chương trình skincare đơn giản chỉ đối với 3 sản phẩm Bạch Ngọc Liên này rồi này mọi người. Sau khi mà skincare xong á thì da của em Jun có căng mướt, ẩm mịn và có phần sáng hơn trước lúc skincare nữa đó. Đó là nhờ vào các sản phẩm Bạch Ngọc Liên như là sữa rửa mặt tinh chất nghệ này, serum Mangota Booster Vitamin C 20% và kem dưỡng Mangota Whitening Protective. Chị em có thể tham khảo các bước skincare này của bé Jun nha. Những sản phẩm em đều có gắn dưới link mô tả nè. Mọi người mà muốn tham khảo về sản phẩm thì cứ liên hệ cho bé Jun nha. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp mọi người vào tập tiếp theo nha.